điều các bạn yêu cầu là Hà Sam sẽ tổ chức cuộc thi làm thuyền cho anh gấu đỏ cò và con híp. Vì vậy, ngày hôm nay ở đây. Xin chào các bạn đi anh. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ tổ chức cuộc thi chế tạo thuyền cho anh gấu đỏ, quân híp và cò nha các bạn nha. Máy bay em còn chế tạo được, lỗi gì đến thuyền? Đơn giản thôi. Úi giời ơi, máy bay nó bay ở trên trời à, còn thuyền nó đi dưới nước, nó liên quan gì đến nhau đâu. Chế tạo thuyền là phải hỏi đến tao, bậc thầy chế tạo thuyền đây này. Thôi, các em đừng có cãi nhau nữa. Lát nữa vào cuộc thi, ai chế tạo giỏi hơn sẽ biết, đúng không Hà Sam? Đúng rồi, ở đây thì em đã chuẩn bị 3 hộp đồ. Trong 3 hộp đồ này sẽ chứa được những cái vật dụng cơ bản để có thể chế tạo được một con thuyền. Bây giờ mỗi người sẽ sử dụng cái súng này để bắn vào cái bảng ở bên này. Thế thì anh bắn trước. Ai mà bắn được điểm số cao nhất thì sẽ được chọn thùng trước. Còn biết nhìn anh như này. Xem nào. Bốn mươi điểm. Ôi. Thế thôi, anh được 40 điểm, em dạy em. Em nhìn em này này. Anh à, thấy chưa? Ôi trời ơi, 80 điểm. 80 điểm. Ok. Ai giời, 100 điểm. Cho bắn lại lần nữa. Không điểm. Đấy là quân hiếp chọn đầu tiên đến gấu đỏ và cỏ biển. 1, 2, 3, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 2. Thế mọi người làm 1. Mà bây giờ mọi người sẽ lần lượt bóc cái hộp của mình để xem bên trong có gì. Anh sẽ bóc của anh trước. Đừng của anh. Đây là hai cái cánh quạt này. Rồi. Tiếp theo là cái gì đây? Một điều dây điện và motor. Hai cái motor và pin này. Một cái điều khiển siêu to siêu khổng lồ luôn. Wow. Một cục pin siêu to. Tiếp theo là điều khiển. Anh đó, con hiếp lấy pin của anh kìa. Pin của anh. Rồi hết rồi. À, có tờ giấy. Doraemon. Thì đúng rồi, lần này bọn mình sẽ tổ chức cuộc thi là làm thuyền theo nhân vật các bạn ơi. Nên là chắc chắn trong hộp đồ của mỗi người sẽ có nhân vật của mỗi người đấy. Ui trời ơi, Doraemon dễ thương, anh thích. Em xem nào. Ui, của em này, cũng có một cái điều khiển. Cái điều khiển luôn. Nhưng mà cái điều khiển này bé hơn cái điều khiển của anh. Một bộ dụng cụ, rất là nhiều đồ luôn. Có hai quay sắt này con híp. Tiếp theo là một đống nhựa, không biết nhựa gì. Ui, motor này anh. Ui, motor một đống. Pin, có giấy nữa. Cả cánh quạt. Phụ đề của em là Speakerman. Nhìn này các bạn ơi, quả pin của mình, quả pin của quân híp này các bạn. Sao nó bé thế? Thì đồ của em, motor của em bé tẹo tẹo thế này. Rồi tiếp tiếp của cò đi. Của em sẽ có cái gì? Ui dồi ôi. Ui, méo mà phết. Sao ít thế? Thế rồi. Đây anh ơi. Ôi, đây xốp à? Xốp. Làm thuyền thì phải có xốp rồi đúng không? À, cũng có điều khiển nhưng điều khiển của em xịn xòi hơn anh ạ. Đấy. Điều khiển lại xịn bé quá như của điều khiển chơi game ấy. Đây là những cái tấm để lắp ghép vào này. Rồi, cũng có cái này lắp pin. À đây, sách hướng dẫn sử dụng. Đây, con ta giấy này. Tờ giấy. Đề gì? Đây, siêu nhân vàng. Đấy. Anh là siêu nhân màu vàng luôn á. Làm thuyền bằng cái gì bây giờ nhỉ? Đã là thuyền lại còn thêm cả siêu nhân vàng nữa. Sao khó thế nhỉ? Thế làm sao mà vừa giống cái thuyền mà lại còn có cả siêu nhân? Uống hộp sữa thể cùn cùn sô-cô-la lúa mạch, lấy lại năng lượng cái đã, xong rồi nghĩ tiếp. Đúng là sữa thể cùn cùn, uống ngon nhức nách, nhai vui oai xanh. Mình nghĩ ra rồi. Đây rồi, mình sẽ lấy cái xốp này để làm vỏ của thuyền. Ôi, cậu làm gì mà cậu ôm đống xốp này đi ra đâu đây? Tớ làm thuyền siêu to khổng lồ. Ôi trời ơi, đúng mấy cái can mình cần. Ai lại vứt ra đây nhiều can thế này nhỉ? Nhưng mà mấy can này hơi bẩn. Nhưng mà không sao, tí nữa mình rửa sạch sẽ để mình tái chế để làm thuyền. Thuyền của mình sẽ độc lạ đẳng cấp. Cái bìa cắt tông này được đấy. Nhưng mà bìa cắt tông này xuống nước nó có ướt không nhỉ? À, mình đã có cách. Cái ống nước này cũng được. Ôi,
cái ghế này. Cái ghế này lắp cho cái thuyền của mình. Ê, ngồi lên đây quá hợp lý. Đủ đồ rồi. Ôi ôi ôi, đau gì thế? Ôi, ai dùng xong không vứt cái chai nước vào cái thùng rác? Cái ghế của mình đâu rồi nhỉ? Ôi, sao cao thế? Ui giời, có thế mà không lấy được. Cầm bọn tao trước. Được rồi. Cố lên. Cái thằng này, mày cao bằng tao, sao mà lấy được? Mà tao không lấy được nhỉ? Mày nhìn lại xem, rõ ràng tao cao hơn mày đấy. Ừ nhỉ, mà năm ngoái mày bằng tao, sao năm nay mày lại cao hơn tao này? Bởi vì tao ấy chăm chỉ uống sữa. Sữa? Mày uống sữa gì? Thì đây, sữa thạch cun cun, sô-cô-la lúa mạch, giúp tao nhận 3 lần sức mạnh, cao lớn, mạnh mẽ vượt trội, trí não tập trung. Nhờ vậy mà tao khỏe mạnh nhỉ, thông minh nhỉ, lại còn điểm trai. Giống như kiểu nào, bổ sung năng lượng toàn diện đấy nhờ. Chứ sao, nên tao có đủ năng lượng để tha hồ vận động, vui chơi cả ngày luôn. Cái ghế của tao đâu? Giỏi, mãi nói chuyện quỷ. Mấy cái can này bẩn quá, bây giờ mình sẽ rửa sạch. Cọ sạch sẽ các bạn ạ. Lát nữa làm thuyền mới sạch được. Mà cái găng tay này có làm dây chun để buộc được không nhỉ? Mà mày ơi, uống sữa thạch cun cun lời lắm mày ạ. Cái thằng này, mày làm gì mà thập thò như ma thế? Mà lời như thế nào? Mày chỉ cần một uống nốc sữa thạch cun cun là được tận bộ game hình sáng tạo đây nè. Vừa có xu hướng, vừa có đồ chơi, quá lời còn gì. Thế mày mua bao giờ đấy? Tao mua hôm qua. Thấy tiệm tàu khóa, các bạn mua sữa thạch cun cun nhiều quá nên tao cũng mua theo, thế là được tặng quà. Ây chà, mày nhanh đấy. Mà chương trình của người ta là tới 30 tháng 6 là hết hạn rồi đấy. Tao biết mà, nên tao tranh thủ mua nhanh khỏi hết. Tại mấy bạn nhỏ thích chơi bộ game hình này lắm, mời trọng tay là không còn đâu. Đúng rồi, cái này lắp ráp được nhiều mô hình siêu đỉnh luôn á, nên là nó mới hot như vậy. Ai chà các bạn ơi, quần nip đã làm tàu siêu tốc hay sao các bạn ạ? Những cái đầu nhọn nhọn thế này lạo vùn vút luôn. Đúng rồi anh, tàu của em chạy được 100 cây một giờ đấy. 100 km một giờ luôn á? Rồi. Cái gì á? Liệu có chạy được hay không mà chấm rõ. Ấy da, con nít lắp nhanh không này các bạn ơi. Em đang lắp cái động cơ anh ạ. Xong tí nữa là em lắp cái vỏ thuyền vào. Có động cơ thuyền nó mới khởi động được, mới chạy được. Nhanh thế nhỉ? Anh với lại cỏ mới làm được có một tí thì tí thôi. Và con nít đã lắp gần xong cái động cơ này rồi. Lát nữa có phải cánh quạt lắp vào đâu không con nít? Đúng rồi anh. Đấy, đây là hai cái chân vịt này. Em thì lắp vào anh xem nào. Để em. Nhưng mà quan trọng là lát nữa có chạy được hay không. Ôi giời, sao lại không? Anh không tin tưởng vào tinh nghệ của em nhỉ? Đấy. Nhìn này các bạn ơi, xịn sò chưa? Tí nữa xuống nước là nó quay đúng không? Đúng rồi. Cò thì vẫn đang loay hoay các bạn ơi. Đây là khung của cái thuyền anh ạ. Đây là khung của cái thuyền hay là khung của máy? Khung motor. Khung của motor. Tại vì mình thấy đây mới là cái vỏ thuyền của cò này các bạn này. Còn cái này vẫn đang làm của động cơ. Đúng rồi, đang làm sau động cơ. Sẽ lắp ráp động cơ lên cái này. Cái động cơ này của cò cũng khá giống của con híp ấy. Nhưng mà của cò còn có cả một cái bảng này các bạn ơi, không biết cái bảng gì đây. Bảng mạch để điều khiển đấy anh. Đây, điều khiển này. Sáng đẹp. Còn đây là tờ hướng dẫn. Mày nhìn thấy hai cái motor của anh có to không? To gấp đôi của em anh ạ. Thế thì lát nữa nó mới chạy nhanh cái tàu của mày. Chưa chắc đâu, của em tí nữa có khả năng là nó chạy nhanh gấp đôi của anh. Anh nhìn cái của mày bé xíu như khiu thế này, lấy đâu mà chạy nhanh được. Tuy bé nhưng mà nó có võ. Đây này, của em đây này, nó mới chạy nhanh nè. Anh đã, của em lắp trong rồi. Xong rồi. Ôi cho pin là cho cây được không? Có chứ anh đây này. Đây, để em thử pin này. Cái này nó hơi bất tiện một tí. Quay rồi. Quay rồi, quay rồi. Anh thấy tin không?
tía. Chuyện trăm cây một giờ nó khác. Mình đang tận dụng thêm một số đồ đã hỏng rồi các bạn ơi. Để lấy được cái gì thì lấy để lắp vào thuyền của mình nhá. Bên trong này có cả một cái ô tô này. Ô tô này tháo hết bánh rồi. Tiếp theo là rất nhiều pin này. Rất nhiều pin luôn. À đây có một con hươu con nai rồi ấy. Lát nữa mình sẽ tận dụng cái sừng này phát sáng này để lắp vào thuyền của mình. Đi vào trời tối cho nó sáng. Còn bên đây, à cái điều khiển đây rồi. Em nhìn anh làm cái thuyền mà cái can này nhìn nó sai sai á. Mày thấy sai ở đâu? Nhìn này, không biết nó có chạy được không nhỉ? Anh lắp motor bảo chả chạy được thì không ở đây nhá. Một motor ở bên này, một motor ở bên này. Đấy. Chị đâu? Mực nước nó đến đây. anh phải cắt cái này ra rồi anh đặt xuống như này. Rồi lát nữa nó mới chạy, rồi cái này anh sẽ đặt ra đây. Đó. Những cái này là phải ở trên mặt nước. Cái này mà nước vào là hỏng ngay. Đúng rồi, cháy luôn đúng không anh? Anh mà cắt đến đây nước nó vào nó thì chìm. Tính nữa anh phải có cách của anh như em. Buồn cười đúng không? Thôi anh làm, em đi về em làm với em rồi. Bây giờ mình đang vẽ hai cái chỗ này để mình cắt, mình đặt cái motor vào các bạn nha. Tiếp theo sau đó là mình sẽ làm cái khoang ở đây để cho mèo máy Doraemon ngồi. Đúng chủ đề luôn các bạn ạ. Cái này làm em liên tưởng đến kiểu như là cái cỗ máy thời gian của Doraemon anh ạ. Đúng rồi, đây em nhìn thấy giống Doraemon chưa? Rồi anh ơi. Đây. Trời ơi, giống con lợn anh ạ. Doraemon là chỗ này là hai má hồng hồng nữa. Đấy, tóc. Rồi. Trong lúc anh Gấu Đỏ và mọi người đang chế tạo thuyền thì Hà Sao ấy cũng không để cho mình nghỉ tay. Hà Sao ấy sẽ lắp ráp một chiếc xe máy bằng bộ ghép hình sáng tạo côn này nhá. Đây, bây giờ là được cái bánh trước rồi các bạn ơi. Hà Sam trướng thật đấy các bạn ơi. Hôm nay là người chấm điểm, không phải làm gì cả. Rảnh rỗi thích làm gì thì làm. Mà lại còn được uống sữa thạch cun cun chocola lũ mạch nữa. Sướng thật đấy. Đây, ở đây rất nhiều sữa luôn. Anh với lại mọi người thích uống lúc nào thì uống. Nhưng mà bọn anh còn không có lúc nào được nghỉ tay để uống nữa. Cái này anh cũng thích lắm. Anh lo chế tạo thuyền của anh trước đi kìa. Làm cái thuyền ấy mà nó cứ lằng nhằng mà không hề đơn giản đúng không anh Gấu Đỏ? Quá là khó luôn à Sam ạ. Thế nhưng mà em thấy cái này của anh, cái chai hở ống hốc này liệu khi nào mà nó cháy motor không anh? Anh cũng đang lo là nước có vào đây. Tí nữa anh phải tìm cách khắc phục. Bạn ơi, nước mà vào đây ấy, mình sợ là đang đi giữa hồ thì tự dưng nó lại quay đơ ra đấy đúng không? Rồi bây giờ anh vừa mới đúc được hết motor vào đây rồi. Hai cái chân vịt, lát nữa anh phải làm thế nào để nó chéo chéo được như này này thì nó mới quay được. Đó, à Sam nhìn thấy chưa? Vâng, nhưng mà quan trọng hơn cả là anh cũng phải làm cho nó cân anh ạ. Không là tự dưng nó cứ đi vòng tròn hết. Vì bìa cát tông này gặp nước nó sẽ ướt, nên là mình sẽ dán cái đề can này vào chống thấm nước. Ôi trời ơi, sáng tạo đấy con ít. Này còn có màu nữa, đẹp. Ôi giời. Nhăn nhó lắm con hiếp ơi. Được rồi. Hà Sam, cậu xem động cơ của tớ này. Đấy, mạnh chưa? Ôi dồi ôi. Quản bác luôn cho cậu xem này. Đấy, bắt được, bắt được. Nghe như tiếng kiểu như là mũi kêu á. Ôi ôi. Mày. Anh Gấu Đỏ, động cơ của anh ấy nghe như là tiếng kiểu ruồi trâu kêu ấy. Thế nhưng mà động cơ như thế này nhưng mà hầm hố thôi nhưng chưa chắc ăn thua. Dễ lật thuyền lắm. Đúng rồi. Lật thuyền được. Về chế tạo tiếp các bạn ơi. Sao nhẹ thế nhỉ? Bây giờ là 1:38 chiều rồi các bạn ơi. Và ôi trời ơi, như bãi chiến trường luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Chị đâu mà sao? Anh ơi, nhưng mà anh nhớ là chủ đề của mình là Doraemon anh nhá. Màu xanh đây rồi. Doraemon có phải màu xanh không? Thế nhưng mà mặt Doraemon đâu, hồi nãy anh vẽ vời ghê lắm cơ mà. Nhưng mà lúc anh lắp vào thì nó lại không hợp với lại mấy cái motor này. Nên là anh đã sửa theo phong cách mới. Miễn là sao tí nữa em nhìn cái thuyền của anh vẫn là thuyền Doraemon. Ôi dồi ôi. Coi, đây là cuộc thi làm thuyền cơ ạ, không phải cuộc thi làm nhà. Cho nhìn nó giống nhà thế. Tí nữa nó không giống thuyền là sao ạ? Mà cậu cũng phải nhớ này là cậu là phải làm siêu nhân vàng đấy nha. Thì tất nhiên là siêu nhân vàng rồi đấy. Vàng đấy. Có vẻ như là quân hiếp là cái thuyền là ok la nhất này các bạn ơi. Rồi có mỗi cái khung ở trong rồi. Còn không có động cơ gì hết. Ai da. Ai da. Con hiếm, tự dưng cái cậu lại cầm kiếm nhựa vào đây làm gì? Tớ lấy cái loa ở trong này, trong này có cái loa, đấy, tớ lắp vào.
cái đầu thuyền của tớ. À, nhưng mà cậu cũng phải lắp motor vào trong này nữa nha, nếu không cái thuyền của cậu chỉ nổi được thôi chứ còn không đi được đâu. À, có motor rồi nhưng mà chưa lắp thôi. Ừ, cố lên. Rồi. Miệt mài chế tạo thì cuối cùng sản phẩm của chúng ta thu hoạch là đây. Anh gấu đỏ là cái thuyền là hình vuông màu xanh luôn, còn cò thì là ôi dồi ôi ấn tượng đấy cò ơi, quá đẹp luôn, màu vàng. Nhưng mà đây của tớ là màu xanh đỏ, xanh đỏ xanh đỏ tím vàng luôn đúng không? Thuyền của anh thì có trang trí một cái mặt Doraemon ở đây, nhìn từ xa giống như Doraemon đang tiến về đang lái tàu. Còn bên trên này thì là những cục pin đang lắp vào đây này. Ôi dồi anh ơi, có nghĩa là động cơ của anh là anh sẽ giấu ở bên trong cái này luôn. Đây bên trong này anh khoét một chỗ này và anh để bên trong này, còn những chỗ này anh để đây để dễ thay pin hoặc là bật cả công tắc nữa này. Rất chị trò luôn. Trên cũng là trang trí Doraemon, xung quanh Doraemon. Đây này, đây còn có cả Nobita, Checo Chien, rồi Suka, rất nhiều nhân vật luôn. Nhưng mà để cho nó ấn tượng hơn thì anh phải đặt tên cho cái thuyền của anh đi. Anh nghĩ ra rồi, đặt này là cỗ máy thời gian Doraemon. Nghe cũng ra gì ấy. Đây là con tàu của mình mang tên Superman. Các bạn nhìn xem khuôn mặt của nó này rất là hoành tráng và hầm hố. Đây là có hai con mắt này, đây như kiểu là cái cameraman này ấy. Soi rõ đường đi anh ạ. Đây này là bên này cũng có Superman nữa này. Đấy. Cái này cỗ máy này to đấy. To đấy. Ôi, cỗ máy của mình các bạn ạ. Đây là thuyền của mình. Với chủ đạo là màu xanh và đỏ. Nhưng mà hình... anh ơi, em cứ thấy sai sai thế nào anh ạ? Thế em cứ kiểu ngược cái tàu ngược cái đăng tuổi nó phải như thế này mới đúng rồi nhỉ? Sao lại lộn ngược thế này? Thế em tự em lắp hai cái loa vào đây làm gì? Đây là cái tàu của em là cái... Loa của con Spikerman. Đấy, đúng rồi. Nó có kêu được không? Không kêu được anh ạ. Chí rồi. So về ngoại hình thì ấn tượng đầu tiên của mình sẽ chấm cho cơ. Ui dồi. Điểm số là 8 điểm. 8 điểm thôi anh ạ. Anh có đó 7 điểm. Qua tớ cảm ơn. Quan hiếp là 7 điểm. Vô địch kỷ. Vẫn còn một cuộc thi nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ngoài ra đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải có chức năng nữa. Bây giờ ấy, thử sức là xem là tàu của ai là khỏe nhất, đi xa nhất và đi thời gian lâu nhất. Đi. Đợi tớ với. Đi nhanh đây khỏi rắn. Các bạn ơi, chúng mình đi qua một cái ruộng lúa này các bạn ơi. Rồi chúng mình sẽ đi đến một cái vũng các bạn ạ. Ở cái vũng đấy thì bọn mình sẽ có thể thi đấu ở đấy nha. Và cái vũng này thì rất là nông nên là rất an toàn các bạn ạ. Đây, cái vũng của bọn mình đây các bạn ơi, rất là nông luôn. Ôi ôi, nhìn thấy đáy luôn các bạn ơi. Mà ruộng này là ruộng rau muống nha các bạn nha. Còn các bạn ở nhà ấy, tuyệt đối không được ra sông hồ ao suối để chơi để nghịch đâu nha. Rất là nguy hiểm đấy. Bây giờ anh sẽ khởi động máy hay ra mới có công tắc ở đây này. Bật công tắc lên. Rồi, bây giờ anh đặt ở trên hồ trước đi ạ. Thấy chưa? Nhìn đấy. Anh ơi, đổi. Nổi ơi, nổi là yên tâm rồi. Không chìm là yên tâm rồi. Đi thử nha. Anh ơi, con Hiếp ơi, cho cái đấy nó quay mặt lại đây rồi. Đẳng cấp nhờ. Rồi xem thuyền của con đấy. Của em đẳng cấp hơn. Rồi. Anh nhìn thế này. Ấy à. Nổi không? Đấy, nổi. Nổi là nổi cũng là uy tín rồi. Đúng đấy. Đúng rồi. Nhìn đây, 1 2 3 bắt đầu. Thuyền này là đi dạo chơi các bạn ơi. Các bạn ơi, cái thuyền này mình liên tưởng đến con vịt và bạc nước ấy các bạn. Quay đầu. Xe đây em ơi. Người ta. Bắt đầu. Phóng. Phóng chưa? Phóng chưa? Đi rồi. Phóng chưa? Đây là đang dạo quanh hồ đây này.
Người ta là siêu nhân là phải có cái tốc độ gọi là siêu nhanh. Nhưng mà ai ngờ đây là cái tốc độ gọi là tốc độ của rùa các bạn ạ. Đây là siêu nhân đi dạo. Tại vì cái động cơ này nó yếu quá mà cò tham làm cái thuyền to quá các bạn ạ. Nên làm nhỏ nhỏ như của con Íp ấy còn chạy được. Thôi em chuyển sang thuyền của con Íp cho em chạy được không? Nhìn thuyền của hai người là không uy tín rồi. Nhìn thuyền của em đây này. Để xem thuyền của con Íp à. Đúng rồi, có nổi nhưng mà bị lật các bạn ơi. Đi à, đi à, đi à. Chạy vòng tròn. Ôi trời, thuyền à. Vậy là có cố gắng nhưng mà không đáng kể các bạn ạ. Ôi chết rồi. Tiếng chiếu bào được rồi. Em đi sửa đã. Chắc cái phần trên này nó nặng quá các bạn ạ. Không đỡ được thì bỏ luôn. Mình sẽ bỏ ra. Tức là cậu sẽ bỏ cái phần trên đi. Đúng rồi, bỏ cái phần này đi. Thì kiểu gì nó cũng chạy ác cho mà xem. Rồi, cố lên. Cẩn thận không lại long hết máy móc ở bên trong ra thì thôi. Từ gọi là đứng thứ ba bây giờ thành ghét hẳn. Thuyền của quân Híp thì vừa mới gọi là chạm nước thôi đã bị lật rồi các bạn ơi. Thì quân Híp đang đi sửa rồi. Vậy thì bây giờ sẽ là phần thi của anh Gấu Đỏ và Cò. Để xem ấy là cái thuyền nào sẽ đi được đến bờ bên kia trước nha. Các bạn thử đoán xem ai sẽ về bờ bên kia trước thì bình luận cho chúng mình biết rồi nha. Các bạn cổ vũ cho mình nha. Đây rồi, nhìn mặt là một là Superman với lại Doraemon. Quay đầu đằng kia đã. Bình thường cái Doraemon là béo ú này, là hay đi chậm lắm này. Hào, sẵn sàng chưa? Có vẻ là ngược đời hơn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Không lên. Đi nhưng mà đi toàn chéo rõ này. Không biết bao giờ đến tàu ơi, đi đi tàu ơi. Cố lên, cố lên. Còn cái con màu vàng này vẫn cứ ở đây các bạn ơi. Về đích rồi. Về đích rồi các bạn ơi. Con của cò vẫn ở đây. Ôi, các bạn ơi, nhìn cái con Doraemon nó đi tít bên kia mà trông nó buồn cười dã man luôn ý. Ôi coi, mày cho ngay thuyền của mày vào đi, không nước nó vào pin bây giờ. Nó lại hẹo ở giữa sông bây giờ. Các bạn ơi, mình đã tháo bỏ hết phụ kiện của nó rồi. Bây giờ nhìn thuyền nhỏ gọn rồi. Liệu có lật được không? Không, anh yên tâm đi, lần này không lật được nữa. Ôi, thôi anh em ạ. Đấy. Thế thì lại phải cho đua với thuyền Doraemon của anh ấy. Đùa luôn. Nhưng mà tháo ra như thế này thì còn chạy được không? Đây đây, để tớ thử nhá. Ôi 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 ôi, này tít lắm. Ủa này, quay về được luôn anh luôn rồi. Này, con này em thấy là nó không lẹo chẹo như cái con Doraemon của anh đâu. Nhưng mà phải đua mới biết được thuyền của anh nhanh hơn. Về đích trước là thắng. Sau đây là siêu thuyền cỗ máy thời gian Doraemon và siêu thuyền gọi là phi cơ mặt đất à? Phi cơ mặt nước, phi cơ mặt nước. Okay. Anh đã thắng một vòng rồi, chắc chắn anh được giải nhì rồi. Chỉ cần thắng con Íp với tôi là giải nhất. Rồi, còn lâu đã thắng được thuyền của em tuy nhỏ nhỏ đấy kia thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Hai thuyền này rất là con này thì nó lòng ba lòng vòng ở đây các bạn ơi, còn con kia thì đâm đầu vô tường rồi. Rồi anh lại về đích trước thôi. À, anh ơi, cái này nó không có chế độ lùi, mà nó làm chế độ lùi rồi. Thôi để anh mới quay lại cứu mày nhá. Con Híp ơi, cậu có thể bỏ ra để cho nó quay lại từ đầu. Thôi quay lại cho con Híp đua lại các bạn ạ. Cho mình con Híp đua lại đúng không anh có đỡ? Đúng rồi, mình công bằng tí. Ai là cái con kia quay lại các bạn ơi. À, cái thuyền Doraemon. Quay lại nhưng mà hơi mỏng mỏng. Quay lại. Quay lại. Anh ơi, không điều khiển được anh. Đây, anh đang điều khiển nhưng mà nó nặng quá, nó phải từ từ. Anh làm cái thuyền đi, cái mặt của nó thẳng băng như thế thì làm sao mà nó quay lại được. Hà Tam ơi, sau lần này anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh sẽ làm cái thuyền mà đầu nó nhọn hơn để cản nước ít hơn. Đúng rồi, lần này anh có mũi chứ. Anh làm to quá. Thế là kiểu anh muốn làm giống cỗ máy thời gian ấy. Nên là làm thành hình vuông mà bị cản nước nhiều quá. Nhưng mà vẫn không sao, vẫn chạy nhanh. Quân Híp nó tháo thuyền xong chạy tít thật ấy.
tớ cũng tháo. Cậu tháo đi, cậu đang có 8 điểm ngoại hình nhưng bây giờ là chỉ còn có 5 điểm thôi. 5 điểm không được, quan trọng là nó phải chạy tít. Ấy giời. Ấy à, ấy à, hóa ra đằng sau của cái lớp mặt nạ này là có cái mặt này là yêu quái. Yêu quái. Người chính. Đây để tôi tháo ra xem. Tưởng siêu nhân thế nào, điển trai thế nào, hóa ra là mặt yêu quái các bạn ạ. À, đây không phải là Superman các bạn ơi, đây là yêu quái giả dạng. Anh Gấu Đỏ, cho em cơ hội lần nữa đi. Anh chỉ cho mày cơ hội lần cuối cùng này thôi. Được lần rồi. Này mà mày không đi được nữa thì thua. Ok, nào, sẵn sàng chưa anh? 1, 2, 3, bắt đầu. Cho mày đi trước luôn. Ôi, chấp đi trước luôn. Đây, đi ra, cho mày đi vào đây. Quân Nếp thì thua rồi các bạn ơi. Con của con hiếp lại đi vào các bạn ạ. Rồi, con của anh gần về đích bên kia rồi. Cố lên. Cố lên, con hiếp anh đang đợi đây. Ai à, con hiếp. À, con hiếp đang đi gần đến nơi rồi. Anh đợi mày này, con hiếp ơi. Ôi, trời, cứ đâm đầu vào bờ là sao. Nhanh lên, con hiếp. Đây, đơn giản, đúng rồi. Tiền của con ít ra kia là hết cứu rồi. Thôi thôi, tha cho con ít quá. Chạy chạy chạy. Wow, như vậy là ngày hôm nay thôi Hà Sam chấm điểm đi cho là tuyển nào mà đua đẳng cấp nhất. Thế mà cũng phải chấm anh 10 8 11 5. Thế là 10 cộng 7, tổng điểm là mình 17 không, điểm. Không phải, tổng của tổng, anh tổng, là 10 điểm. Điểm. Của em là 8 điểm, 8 của cỏ là 5 điểm. Đúng rồi. Ôi, yeah, thế là anh nhất rồi các bạn ơi. Các bạn nhỏ nhà lưu ý là không được ra sông hồ ao suối nghịch nước đâu nhá. Chúng mình đây, chúng mình lớn rồi mới được ra thả đấy. Nếu mà các bạn muốn ra sông hồ ao suối thì phải có người lớn đi kèm nhá. Các bạn ơi, ở nhà thì các bạn cũng phải thử sức sáng tạo ấy để xem hay là mình sẽ làm ra được những cái thứ gì hay ho nhá. Còn bây giờ bye bye các bạn. Bye bye.